Thưa quý vị, luật đất đai năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8, với nhiều quy định mới được xem là làn gió mới, tháo gỡ vướng mắc cho đất nông nghiệp. Với những quy định mới trong luật đất đai năm 2024, nếu được áp dụng một cách đúng đắn, các bộ ban ngành, địa phương cùng người nông dân cả nước đang kỳ vọng sẽ có được nhiều tác động đến sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp cũng như đời sống của người nông dân trong thời gian tới. Tại điều 177 của luật đất đai năm 2024 đã tăng hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân không quá 15 lần. Hạn mức đất nông nghiệp, luật đất đai 2013 quy định hạn mức 10 lần. Quy định này làm tăng cơ hội tích tụ ruộng đất cho các gia đình, cá nhân, phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp quy mô lớn. Tại điều 179 quy định tăng thời hạn thuê đất công ích cho Ủy ban Nhân dân cấp xã quản lý, thường gọi là quỹ đất 5% lên 10 năm, thay cho mức 5 năm theo luật đất đai 2013. Quy định này giúp các cá nhân được thuê quỹ đất công ích có thời gian sử dụng đất thuê ổn định, giúp người thuê yên tâm đầu tư sản xuất ổn định trên đất thuê. Bên cạnh đó, điều 194 luật này có quy định về dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng, khu nuôi trồng sản xuất chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, hải sản tập trung để cho thuê lại đất hoặc thực hiện dự án. Đây sẽ là hành lang pháp lý giúp hình thành cơ sở hạ tầng tập trung trong lĩnh vực nông nghiệp, tạm gọi là dự án khu công nông nghiệp, giống mô hình khu nông nghiệp, giúp các doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận quỹ đất sạch để đầu tư sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp. Đáng chú ý, quy định tại điều 45 của luật đất đai 2024 cho phép cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa. Tuy nhiên, nếu nhận chuyển nhượng quá hạn mức thì phải thành lập tổ chức kinh tế và có phương án sử dụng đất trồng lúa, trừ trường hợp người nhận tặng cho là người thuộc hàng thừa kế. Một điểm thay đổi nổi bật nữa liên quan đến đất nông nghiệp là đất sử dụng kết hợp đa mục đích. Theo đó, đất nông nghiệp được sử dụng kết hợp với mục đích thương mại, dịch vụ, chăn nuôi, trồng cây dược liệu. Tin thị trường cũng liên quan đến đợt bão lũ vừa qua. Thưa quý vị, nếu như trước đợt bão lũ số 3 trên địa bàn của thành phố Hà Nội, một bó rau muống có giá khoảng từ 5 cho đến 10.000 đồng, thì sau bão giá đã nhảy vọt lên từ 20 cho đến 30.000 đồng và vẫn chưa có dấu hiệu giảm do nguồn cung đang khan hiếm. Theo khảo sát, không chỉ rau muống, rau mồng tơi hiện cũng có giá 20.000 đồng một bó 500 gram, rau cải 40.000 đồng một kg, bắp cải 25.000 đồng đến 30.000 đồng một kg. Các loại rau thơm như rau mùi, hành lá có giá từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng một kg. Giá rau xanh trong các hệ thống siêu thị lớn được cam kết bình ổn nhưng cũng ở mức khá cao từ 20.000 đồng đến 40.000 đồng một kg tùy loại. Một số hệ thống phân phối lớn cho biết nhu cầu các mặt hàng rau củ quả, trái cây, hàng tươi sống tại thị trường miền Bắc đã giảm nhiệt so với cao điểm tuần trước. Các hệ thống này cũng đã giảm lượng hàng cung ứng tăng cường cho miền Bắc chỉ còn bằng 50% so với tuần trước. Thưa quý vị, tháng 8 vừa qua, việc Trung Quốc mở cửa thị trường cho sầu riêng Việt Nam thông qua việc ký nghị định thư cho phân khúc sầu riêng đông lạnh được nhập khẩu vào quốc gia này là cơ hội để ngành hàng nâng cao giá trị, tránh được rủi ro khi phụ thuộc vào việc xuất khẩu sản phẩm tươi. Với nghị định thư vừa ký kết, năng lực hiện tại và nhu cầu của thị trường Trung Quốc, Cục Bảo vệ Thực vật dự báo là kim ngạch xuất khẩu sầu riêng đông lạnh của Việt Nam năm 2024 có thể đạt 300 triệu đô la Mỹ. Theo Cục Bảo vệ Thực vật, mỗi năm Trung Quốc nhập khẩu sầu riêng tươi trị giá 7 tỷ đô la Mỹ, dự kiến vài năm tới con số này sẽ vượt mức 10 tỷ đô la Mỹ. Năm ngoái Trung Quốc nhập 1 tỷ đô la Mỹ sầu riêng đông lạnh, con số này dự kiến cũng sẽ tăng. Đặc biệt, người tiêu dùng ở Trung Quốc sẽ sớm chuyển sang sản phẩm đông lạnh do phù hợp hơn. Sầu riêng đông lạnh có thời gian bảo quản dài, có thể sử dụng luôn hoặc dùng làm nguyên liệu cho sản phẩm khác. Tuy nhiên, Cục Bảo vệ Thực vật cũng đánh giá, ngành sầu riêng cấp đông Việt Nam hiện nay vẫn còn nhiều thách thức, cần nhận diện đầy đủ để đối phó, đặc biệt là vấn đề về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, ý thức tuân thủ nghị định thư đã ký giữa hai nước. Thưa quý vị, trước thông tin thất thiệt cho rằng nghị định thư chỉ có thời hạn 3 năm, Cục Bảo vệ Thực vật khẳng định đây là thông tin không chính xác. Nghị định thư có hiệu lực 5 năm và được tự động gia hạn thêm 5 năm. Nếu 6 tháng trước khi nghị định thư hết hạn mà không có bên nào đề xuất chấm dứt bằng văn bản. Thưa quý vị, hiện nay thì nhiều bà con và doanh nghiệp ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đang rất háo hức chờ đợi để có thể xuất khẩu những trái dừa tươi chính ngạch sang Trung Quốc, một thị trường lớn và đầy tiềm năng đối với ngành dừa của nước ta. Không những vậy, để các sản phẩm đạt được tiêu chuẩn của nhà nhập khẩu, người trồng dừa cũng đã có nhiều thay đổi trong canh tác, hướng đến việc tạo ra những sản phẩm sạch, thân thiện môi trường và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Một hecta trồng dừa của gia đình ông Lữ Văn Dũng ở huyện Dòng Trơm, tỉnh Bến Tre, canh tác theo hướng hữu cơ, đáp ứng tiêu chuẩn USDA của Mỹ. Trong quá trình chăm sóc vườn, ông đã sử dụng phân hữu cơ để bón cho cây, đồng thời đưa kiến vàng trở thành thiên địch, diệt bò dừa và bọ cánh cứng. Điều này giúp vườn cho trái điều ổn định, năng suất cũng tăng thêm 30%. Sử dụng coi như là phân, coi như là hữu cơ, rồi không dịch thuốc thì nói chung thì nó có cái không có tác hại đến cái cho cái môi trường và con người, nó có cái hiệu quả dừa trái sai hơn. Tỉnh Bến Tre hiện đang có 5 vùng sản xuất dừa tập trung theo tiêu chuẩn hữu cơ với diện tích 18.000 hecta. Hiện đã có khoảng 20 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu. Như đơn vị này, với năng lực hiện có, mỗi tháng có thể cung ứng từ 60 đến 70 container, tương đương khoảng 1.800 đến 2.100 tấn dừa tươi sang thị trường Trung Quốc. Với năng lực sản xuất của Vinatin này, hiện tại chúng tôi cũng thể xuất nhiều hơn như vậy. Công nghệ bảo quản hiện nay là trái dừa cũng đã lên 70 đến 80 ngày rồi. Làm ra là có thể đi khắp nơi ở trong cái đi sâu vào phía Trung Quốc, ở vào cái gần như là những cái vùng xa không phải giáp ranh biên giới mà chúng ta có thể vận chuyển tới được. Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, nhu cầu tiêu thụ dừa tươi tại Trung Quốc khoảng 4 tỷ trái một năm, nhưng năng lực sản xuất của nước bạn chỉ mới đáp ứng được 10%. Trong khi với Việt Nam, nguồn cung của mặt hàng này rất dồi dào khi có sản lượng trên 2 triệu tấn trái một năm. Do đó, một khi dừa tươi được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, thì kim ngạch của ngành dừa nước ta có thể đạt mốc 1 tỷ đô la Mỹ một năm. Nếu chúng ta xuất khẩu được cái mặt hàng dừa tươi đi vào Trung Quốc thì mỗi năm có thể kim ngạch tăng thêm 300-400 triệu. Doanh nghiệp là cố gắng làm sao mở rộng sản xuất, tăng cường cái kiểm soát chất lượng, kiểm soát dư lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng được cái nhu cầu, yêu cầu của nước nhập khẩu. Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cho rằng, để tận dụng được tối đa cơ hội này, các địa phương cần nhanh chóng rà soát lại diện tích, tổ chức lại sản xuất, xây dựng mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo đúng tiêu chuẩn và yêu cầu trong nghị định thư mà Việt Nam và Trung Quốc đã ký kết. Việt Nam hiện là nước trồng sắn lớn thứ hai thế giới sau Thái Lan. Mỗi năm xuất khẩu mặt hàng này đã mang về hơn 1 tỷ đô la cho nền kinh tế. Hiện cả nước có trên 40 tỉnh thành trồng loại củ này, tập trung ở 5 vùng trọng điểm chính như Trung Du miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ, Duyên Hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Tổng diện tích từ 520.000 cho đến 550.000 ha, năng suất đạt từ 19 đến 20 tấn một ha, sản lượng đạt trên 10 triệu tấn củ tươi mỗi năm. Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu sắn và các loại sản phẩm sắn trong tháng 8 đạt hơn 191.000 tấn với trị giá hơn 86 triệu đô la Mỹ, giảm 12,4% về lượng và giảm 17,8% về trị giá so với tháng trước đó. Hiện Trung Quốc tiếp tục là thị trường săn đón sắn từ Việt Nam nhiều nhất, nhưng nhu cầu của quốc gia này ngày càng giảm do giá bột ngô rẻ hơn so với sắn khiến cho khách hàng mua bột ngô nhiều hơn. Và cùng với Thái Lan, nước ta hiện đang thống lĩnh nguồn cung xuất khẩu toàn cầu với kim ngạch năm 2023 đạt hơn 1,3 tỷ đô la Mỹ. Theo thống kê của Tổng cục Hải quan 8 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt 10,24 tỷ đô la Mỹ, tăng 20,6% so với cùng kỳ năm trước. Với tình hình xuất khẩu khả quan hiện nay, dự đoán từ nay đến cuối năm, tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và nội thất đạt 14,5 đến 15 tỷ đô la Mỹ. Theo các chuyên gia, ngành nội thất Việt Nam đang tăng tốc tận dụng cơ hội từ căng thẳng thương mại Mỹ Trung. Gần đây có thêm nhiều nhà mua hàng vật liệu xây dựng, nội thất Mỹ chuyển từ thị trường Trung Quốc sang Việt Nam. Đây là cơ hội lớn để các doanh nghiệp sản xuất hàng trang trí nội thất, vật liệu xây dựng trong nước mở rộng đối tác thị trường. Tuy nhiên về thị trường trong nước, tình hình đơn hàng trong 6 tháng đầu năm còn chậm. Do đó trong lúc thị trường còn khó, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh đa dạng sản phẩm, tăng cường tiếp thị để sang năm 2025 sẽ khả quan hơn.